đầm dạng baby doll ha, đầm là dạng như đầm phông ngắn nha. Bạn nào cao 1m7 thì mặc như là chiếc áo baby doll phông dài, còn bạn nào thấp 1m5 như mình thì mặc thành đầm trên đầu gối ha. Phông này là dạng phông big size nha, phông big size, nhưng mà mấy bạn nhỏ con như mình 50 55 kg cũng có thể bon chen mặc được ha. Tại vì baby doll thì mặc nó rộng rộng thoải mái như vậy chứ không phải là mặc bó sát người đâu nha. Tay là dạng như tay vỡ và họa tiết là in hình trái cherry ha, vải như là vải kate cherry đỏ và vàng thì rất là nổi bật và rất là đẹp luôn. Đặc biệt mùa hè đi chơi đi du lịch mà chụp hình ha, mặc những cái này phối thêm một chiếc nón cối nó đi du lịch thì chụp hình bao là nổi nhất trong đám 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 đông luôn nha, rất là đẹp và rất là trẻ trung. Lại mặc vào mình sẽ giảm đi được 10 tuổi ha, trẻ hơn 10 tuổi nha. Kiểu của nó là cổ tròn, phía sau là cột nơ. Cái kiểu là mình mặc được hai kiểu nha. Một chút nữa mình sẽ mặc ngược lại cho các bạn xem ha. Mặc ngược lại cái nơ thắt đằng trước cũng được ha. Các bạn muốn mặc trước hay sau cũng được, nó mặc được hai kiểu. Và bạn nào cỡ 45 cho tới 60 kg có thể bon chen làm tầm màu được rồi đó. Đó, baby doll thì cái phần nó dạng như là đồ bụng bê á, nó lộn rộng cái phần bụng á, rất là dễ mặc. Và đây khi mình quay ngược là mặc ngược lại chiếc nơ phía trước ha, dành cho mấy bạn nào mà thích có điểm nhấn ha. Điểm nhấn phía trước thì mình mặc cái nơ ra đằng trước nha. Mua một chiếc đầm baby doll giá chỉ có 250.000 vừa rẻ mà lại mặc được hai kiểu luôn, rất là lợi nha.